cò lan rừng của tỉnh Hòa Bình, Tây Bắc chúng em ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là tại bản Lác, Triềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình. Đầu tiên em xin chia sẻ với các bác là một giò lan đùi gà tròn, đùi gà tròn hàng nguyên bản quá nhá. Đây, nhà em mới khai thác từ rừng về đây ạ. Đây, mới chặt từ rừng về thôi. Đây, vẫn còn tươi các bác nhá, rất là nhiều thân luôn. Đây, toàn bộ những cái thân này đều là những cái thân sẽ cho ra hoa này, những thân còn lá ấy các bạn. Đùi gà tròn thì hoa rất là đẹp, mặt hoa sẽ là màu tím trắng họng đen, nở hoa vào đúng dịp Tết ạ. Mã D không nhỉ? Mã D. Mã D2 500 nghìn ạ. D2 500 nghìn các bác nhá. Mã D1 vẫn là một giò, đây là một giò lan đùi gà dẹt các bác nhá. Đây, rất là to luôn, cũng là hàng nguyên bản ạ. Đây, đùi gà dẹt rất là đẹp luôn. Đùi gà dẹt cũng sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết cho các bác ngắm nhá. Và dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng, rất là nhiều thân luôn ạ. D1 800 nghìn ạ. Mã D1 800 nghìn các bác nhá. Nguyên bản các bác nhá. Mới tươi rừng về ạ, gỗ còn tươi nguyên thế này ạ. Giò rất to các bác nhé. Mã D1 này là 800 nghìn các bác nhé. Hàng nguyên bản ạ. Tiếp theo em có giò lan phi điệp tím rừng Hòa Bình. Đây, hoa lan phi điệp tím rừng Hòa Bình thân lù đây ạ. À, mặt hoa của nó cũng rất là đẹp. Mặt hoa sẽ là màu tím các bác nhé. Giò này mã D6 220 nghìn ạ. D6 220 nghìn các bác nhá. Thuần trên chậu nhựa như này ạ. Rồi, có hai thân dài với hai thân ngắn các bác nhá. Đây, hai thân dài đều là những cái thân sẽ cho ra hoa này. D6 220 nghìn ạ. Mã D8 240 nghìn. Đây vẫn là một giò lan phi điệp tím rừng Hòa Bình chúng em ạ. Đây, giò này có 1 2 3 4 5, có 5 thân là có 3 thân ngắn và 2 thân rất là dài như này. Lá mít rất là đẹp các bác nhá. Mã D8 240 nghìn ạ. Không phải lồng lá có phải mấy. Mã D7 vẫn là một giò lan phi điệp tím nữa ạ. Đây, hiện tại thì các dòng cũng đã bắt đầu xuống lá gốc rồi các bác nhá. Đã bắt đầu chút lá dần rồi. Và dòng phi điệp thì tất cả các dòng phi điệp thì sẽ chút hết lá đi rồi sẽ cho nụ cho hoa. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 4 này các bác ơi. Thân rất là mập luôn. Mập như ngón tay trỏ của em luôn các bác nhá. Phi điệp tím thân lù rừng Hòa Bình nha. Mã D7 220 nghìn ạ. Cũng thuần trong chậu nhựa các bác nhá. Mã D4 240 nghìn ạ. D4 giờ này có 1, 2, 3, 4, 5 5 thân. 5 thân phi điệp tím rừng Hòa Bình này các bác ơi. Mặt hoa sẽ là màu tím các bác nhá. D4 240 nghìn ạ. Cũng thuần trong chậu nhựa này. Rất là đẹp luôn ạ. Mã D5 380 nghìn. Vẫn là một giò lan phi điệp tím này các bác ơi. Giò này có 1, 2, 3, 4, 5 thân với lại 2 cái kia cũng rất to như này các bác nhé. Và 1 mét với 8-90 phân các bác nhé. Giò này là thuần trong chậu sành các bác nhé. Giò này mã D5 380 nghìn ạ. Mã D3 là một giò lan hoàng thảo thập hoa nguyên bản. Đây các bác ơi, rất là nhiều thân luôn. Dòng này thì rất là sai hoa rồi. Mặt hoa của nó sẽ là màu hồng và nở hoa vào tháng 4 các bác nhá. Đây, hoa lan hoàng thảo thập hoa nguyên bản. Đều là hàng mới cưa rừng về đây các bác ạ. Đây, rất là còn gỗ còn rất là tươi. Mã D3 300 nghìn ạ. Mã D39 là một giò lan trúc đen. Dòng trúc đen này là thuần trong gốc cây tổ quạ các bác nhá. Mã D39 170 nghìn sẽ nở hoa vào tháng 2 đầu xuân và mặt hoa của nó là màu vàng bông đơn như bông mai ạ. Đây, giò này cũng nhiều thân này. Mã D9 là một giò lan văn đa chanh. Giò này thì có 1 mẹ và 3 con các bác nhá. Đây, lá xếp này các bác ơi. Hàng nguyên bản ạ. 1 mẹ 3 con. D9 100 nghìn ạ. Mã D10 vẫn là một giò lan vanda chanh nguyên bản nữa ạ. Đây, hàng nguyên bản của anh nhá. Rễ rất là nhiều luôn này. Nhiều thân nữa. Dòng này thì sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết này. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng chanh và hoa rất là thơm. D10 220 nghìn ạ. Mã D12 vẫn là một giò lan vanda chanh nguyên bản nữa này các bác ơi. Đây, giò này cũng rất là nhiều thân ạ. Mã
nó giúp xếp xít này các bác nhé. Đây, xếp xít luôn ạ, giò này. Xếp xít rất là đẹp như này ạ. Mã D12 180.000, hàng ba con chai nguyên bản các bác nhé. Mã D11 là một, vẫn là một giò lan vanna chanh này. Giò này thì là hàng thuần, thuần trên gốc cây tổ quạ ạ. Đây, cũng rất là đẹp luôn. Có, nhà em làm sẵn cái móc treo rồi, về các bác chỉ có việc treo lên thôi ạ. Và tất cả các giò lan bên nhà em đều để giá rất là hợp lý, giá phải chăng rồi, nên là nhà em không bao ship các bác nhá. Các bác sưu tầm hoa lan bên nhà em thì các bác tự trả tiền ship ạ. Và nếu bác nào thiện chí ủng hộ nhà em nhiều nhiều từ 5-6 giò trở lên thì nhà em sẽ bao ship cho các bác ạ. Giò này mã D11 220.000 các bác nhá, văn đá chanh thuần trên gốc cây thủ quả ạ. Trời, tiếp theo là một giò lan phi điệp vàng. Hoa lan phi điệp vàng hiện tại thì cũng đã vừa mới qua hoa rồi, các bác sưu tầm về mình để chơi thân chơi lá và để làm giống này các bác ơi. Đây đang rất là nhiều mầm gốc đang lên ạ. Giò này thuần trong gốc cây tổ quạ đã rất là lâu rồi, đã rất là thuần rồi. À đây là gốc cây tắc kè đá các bác nhá. Đây có cả cái cây tắc kè đá nó mọc lên này. Giò này mã D41 200.000 ạ. D41 200.000. Mã D42 vẫn là một giò lan phi điệp vàng nữa. Đấy các bác ơi, cực kỳ nhiều mầm gốc các bác nhá. Mình về mình có thể cài thêm gói thân dê, thân tan chậm vào. Đây, những cái rễ đây là những cái thân vừa mới cho hoa của vụ vừa rồi đấy ạ. Rất là nhiều thân. Về mình có những cái thân này thì mình cũng có thể giữ lại để mình để cấp ẩm cho cây các bác nhá, để những cái mầm này nó lên tốt hơn này. Mã D42 400.000 ạ. Mã D40 vẫn là một giò lan phi điệp vàng nữa đây ạ. Đây, đây nhưng là đây là những cái thân nó, thân mẹ của nó ạ, thân vừa mới qua hoa này. Sau này những cái mầm này cũng sẽ dài như các cái thân này và cho ra rất là nhiều hoa. Và dòng lan hoa phi điệp vàng này thì hoa rất là đẹp. Mặt hoa của nó là màu vàng, họng hơi đen đỏ các bác nhá. Mã D40 280.000 ạ. Mã D38 là một chậu lan hoàng thảo kim thoa. Dòng này thì nhà em đã bóc rừng về thuần vào chậu nhựa như này ạ. Đã rất là thuần rồi. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng họng đen, nở hoa vào tháng 4 tháng 5 ạ. D38 180.000. Mã D37 vẫn là một chậu lan ạ, hoàng thảo kim thoa nữa ạ. Chậu nào thì nhà em cũng thuần rất là đầy đặn như này. Toàn bộ nhà em, hàng nhà em đều là hàng bóc rừng về thuần các bác nhá, hoặc là hàng rừng nguyên bản, không phải hàng gieo hạt cấy mô gì đâu ạ, nên là chăm sóc rất là đơn giản và hoa cũng rất là đẹp này. Và còn thơm nữa ạ. Mã D37 180.000 ạ. Mã D15 là một giò lan tam bảo sắc, dòng lan không những đẹp mà còn rất là thơm này. Hoa không những đẹp mà còn rất là thơm luôn. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng, hoa rủ này, nở hoa vào tháng 4 ạ. Mã D15 160.000 ạ. Mã D17 vẫn là một giò lan tam bảo sắc nữa ạ. Đây, giò này thì có cụ thể là 8 ngọn các bác nhá, 8 ngọn tam bảo sắc này. Đây, rất là đầy đặn trong chậu nhựa như này. Mã D17 180.000, hoa rất là thơm đấy ạ. Các bác sưu tầm về thì đến mùa cho hoa sẽ ngào ngạt cả khu vườn này. Đây, tiếp theo vẫn là mùa giò lan tam bảo sắc này, đã rất là thuần rồi các bác ạ. Các cái rễ gió này buông dài ra như này. Đây, cực kỳ nhiều thân luôn. Mã D16 180.000 ạ. Đây. Quế này nè nọ. D16 cũng 180.000 các bác nhá. Mã D26. Mã D26 là một giò lan chuỗi ngọc ạ. Hoa lan chuỗi ngọc hiện tại thì thân nó đang vàng óng như này. Các bác mình có thể sưu tầm về chơi thân chơi lá. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 2. Mặt hoa của nó sẽ là màu hồng tím ạ. D26 170.000. Lan mã như đó. Mã D25 vẫn là một giò lan chuỗi ngọc này các bác ơi. Đây, đang rất là nhiều kỳ luôn ạ. Mình có thể cắt kỳ và ươm kỳ này. Đầu xuân sẽ cho các bác ngắm hoa và các cái thân nó hình chuỗi cực kỳ đẹp luôn, vàng óng ạ. D25 170.000 ạ. Mã D23 là một giò lan hoàng thảo long nhãn. Hoa lan hoàng thảo long nhãn thuần trên gốc cây tổ quạ như này các bác nhá. Đây, thuần đã rất là thuần trong cái gốc cây tổ quạ như này và cực kỳ nhiều thân luôn. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu vàng họng đen, môi tua tua và nở hoa vào tháng 2 ạ. Mã D23 300.000 ạ.
Mã D 24 vẫn là một giò lan hoàng thảo long nhãn này. Dòng này thì nhà em đã thuần vào chậu nhựa các bác nhá. Và hiện tại cũng đã thuần đây ạ. Các cái rễ mới nó cũng đã bắt đầu ra rồi này. Giò này Mã D 24 170.000 ạ. Mã D 35 là một giò lan sóc Lào. Dòng sóc Lào này thì cũng sẽ nở hoa vào tháng 4 này. Dòng này mặt hoa của nó sẽ là màu tím trắng và hoa rủ như đôi con sóc ạ. Dòng này hoa rất là đẹp này. D 35 150.000 ạ. Mã D 36 vẫn là một giò lan sóc Lào. Giò này có cụ thể là 7 ngọn các bác nhá, 7 ngọn sóc rất là đầy đặn trong chậu nhựa như này ạ. D 36 150.000 ạ. Mã D 13 là một chậu lan hải về nữ. Hoa lan hải về nữ bên nhà em thuần vào chậu nhựa như này cũng đã thuần rồi các bác ạ. Đây, các cái rễ nó cũng đã ra ăn sâu vào giá thể này và rất là nhiều thân luôn. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 2 ạ. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím xanh các bác nhá. D 13 170.000 ạ. Mã D 14 vẫn là một giò lan hải về nữ nữa đây ạ. Giò nào cũng rất là nhiều thân này các bác ơi. Mình sưu tầm về chơi thân chơi lá. Dòng hải thì hoa rất là bền các bác nhá. Mình có thể ngắm hoa từ 1 tháng rưỡi đến 2 tháng cơ. Và mình sưu tầm về thì mình nên treo ở thấp ạ. Dòng hải thì nó sẽ không ưa ở trên cao. Mã D 14 150.000. Tiếp theo là chậu lan kiều vàng. Hoa lan kiều vàng hiện tại thì đã thuần này các bác ơi. Đây, chậu lan kiều vàng bên nhà em thì chậu nào cũng đều đã thuần rồi. Các cái rễ nó đã ra và ăn sâu vào giá thể này đây ạ. Và rất là nhiều mầm gốc đăng lên nữa. Đây, mầm gốc nha các bác nhá, cực kỳ nhiều mầm gốc luôn. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 3, tháng 4. Mặt hoa của nó sẽ là màu vàng trắng, hoa nở thành chùm ạ. D 18 240.000. Mã D 19 vẫn là một giò lan kiều vàng nữa đây ạ. Đây, chậu nào cũng đều đã thuần các bác nhá, đều đã thuần rồi và mầm gốc đăng lên rất là nhiều này. Mã D 19 170.000 ạ. Mã D 20 vẫn là một giò lan kiều vàng này các bác ơi. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Mầm gốc thì đăng lên rất là nhiều luôn. D 20 170.000 ạ. Mã D 31 là một chậu lan sơn thủy tiên. Hoa lan sơn thủy tiên bên nhà em hiện tại cũng đã thuần này các bác ơi. Cũng cái rễ cũng đã ra và ra cả ngoài chậu nhựa như này nhá. Mã D 31 180.000. Đây, thuần cực kỳ đầy đặn nhiều thân và mặt hoa của nó sẽ là màu vàng, nở hoa vào tháng 2 đầu xuân ạ. Mã D 32 vẫn là một chậu lan sơn thủy tiên nữa ạ. Đây, hôm nay nhà em chỉ có 2 giò lên để chia sẻ với các bác thôi này. Lan sơn thủy tiên hiện tại đã thuần các bác nhá. D 32 180.000 ạ. Mã D 29 là một giò lan hồ điệp rừng. Đây, dạo này em thấy các bác sưu tầm rất là nhiều lan hồ điệp rừng này. Dòng này thì mặt hoa rất là nhiều màu các bác nhá. Hoa của nó có màu vàng, màu trắng, màu hồng và có cả màu tím đậm nữa ạ. D 29 170.000. Mã D 30 vẫn là một chậu lan hồ điệp rừng nữa ạ. Đây, chậu nào cũng đều đã thuần rồi này các bác ơi. Các cái rễ nó cũng ra ăn sâu vào giá thể này. Và giò bên trong này thì là nhà em thuần trong giá thể tổ quạ các bác nhá, nên là có rất là nhiều cây tổ quạ bé nó mọc lên, rất là xinh luôn. D 30 170.000 ạ. Mã D 27 là một chậu lan nhất điểm hồng. Dòng nhất điểm hồng thì đây, chậu này rất là sung xuê luôn. Và các cái thân hiện tại đã thắt ngọn hết rồi. Mình sưu tầm về chơi thân chơi lá trước. Đến tháng 4 mình sẽ được ngắm hoa. Dòng này thì mặt hoa của nó sẽ là màu trắng nhụy, màu hồng các bác nhá. D 27 160.000 ạ. Đây, chậu lan rất là sung xuê luôn. Mã D 28 vẫn là một giò lan nhất điểm hồng nữa ạ. Đây, chậu này cũng rất là đẹp này. D 28 150.000 ạ. Mã D 21 em có chậu lan quế tím lên để chia sẻ với các bác này. Dòng này thì sẽ nở hoa vào tháng 4. Mặt hoa của nó sẽ là màu tím đậm này. Hoa lan quế tím các bác nhá. Dòng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ngọn ạ. 8 ngọn thuần trong chậu nhựa như này ạ. D 21 160.000 ạ. Mã D 22 vẫn là giò lan quế tím nữa ạ. Đây, giò này giò nào nhà em cũng thuần từ 7, 8, 9 đến 10 ngọn trở lên ạ. Đây, D 22 160.000. Giò nào cũng thuần rất là đầy đặn luôn. Mã D 33 là một giò lan thanh đạm sữa. Đây, hoa lan thanh đạm sữa bên nhà em thì đây, đã rất là thuần rồi các bác nhá. Dòng này thì sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết cho các bác ngắm luôn này. Mặt hoa của nó sẽ là màu trắng ạ. D 33 150.000. Đây, giò lan đã rất là thuần và rất là đẹp như này. D 33 150.000 ạ.
Mã D34 vẫn là giò lan thanh đạm sữa nữa đây ạ. Đây, giò nào cũng đều rất là đầy đặn các bác nhá. D34 150.000 ạ. Dạ vâng, đây cũng là giò lan cuối cùng của video nhà em ngày hôm nay lên để chia sẻ với các bác ạ. Em rất mong là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bác. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video nhà em. Em xin chào tất cả các bác ạ.